con chạy em chạy. Dạ. Người ta mấy giờ đóng cửa nghỉ chừng nghỉ vậy? Rồi cảm ơn chị. Có cái nào khác không chị? Có cái bao tay nào khác không? Không có, thôi được. Mình chuẩn bị chạy chiếc Rider. Ngày qua chạy thích chiếc Rider quá, bữa nay ra chạy tiếp, tranh thủ trước khi họ nghỉ. Chứ Rider chạy mạnh. Ngày hôm qua là chạy số 2 mà muốn dở đầu luôn. Họ đi bằng cái bô khác rồi. Này, cái bô Yoshimura nhìn rất là hợp với xe và rất là đẹp. Hình như là toàn bộ những cái xe này là họ để thay nhớt rồi, là thay là nút làm mát. Nói chung là làm lại nó chạy nó rất là mượt, rất là mạnh, rất là thích. Chị này là chị chạy Sài Gòn, Hà Nội bao nhiêu tiếng nè. Nhìn nó ngồi đen hơn ở trong hình trắng hơn. Hết bao tay nó đưa cho cái bao tay cùi. Chạy rất là mạnh luôn mấy anh em à. Tiếng bô rất là phóng khích. Tiếng bô nghe đẻ lắm không? Công nhận cái Rider này nó chạy mạnh cơ á.
nó chắc mạnh nhất trên 150 phân khối rồi. Ngày qua chạy kết chiếc rider dễ sợ. Tranh thủ chạy chứ không mai nó đi mất à. Chạy rất thú vị luôn anh mấy anh em. Chiếc này hả? Giờ quay chiếc này. Hay là chờ anh này. Thôi anh lên. Nãy chạy con S chưa? Giờ qua xe này là giống của Anywayman mà nó bán lên MT3. Giải thích sơ cho mấy anh em cái biển LD nha. Biển LD là biển của công ty liên danh lắp ráp sản xuất ở Việt Nam. Thường thường là cho nên là biển cái LD này là thuộc tài sản của công ty chứ không phải là một cái cá nhân nào đó. Nó phấn khích hơn một chút.
quá đẹp đâu nè sữa. Tranh thủ chán dán người chạy. Xe này ổn không anh? Ổn, chạy quá ngon. Rồi xong, kết thúc sự kiện Suzuki lái thử tại thành phố Nha Trang. Cũng cảm ơn Suzuki rất là nhiều khi lại tổ chức một cái sự kiện tình cờ nằm ở gần nhà của mình, muốn ra lúc nào ra cũng được. Tính là buổi sáng ra nhưng mà buổi sáng đông, với lại là mình đã chạy một lần rồi thôi để nhường cho mấy bạn khác chạy. Ra chiều 4 giờ ra chạy một chút rồi xong rồi nghỉ luôn. Chung xe mạnh, trò chạy sướng. Đợt chạy thử của Suzuki này nhiều bạn nhận xét với mình là có phần vui hơn đợt chạy thử Winner của Honda. Một phần là vì các bạn gọi là cái gì ta, mấy cái bạn nữ ngồi ở mấy cái bàn gọi là cái gì á, nhân viên lễ tân đi, nói chuyện và hỗ trợ người chơi rất là nhiệt tình. Bên cạnh đó là xe đồ mạnh chạy đem lại cảm giác rất là hưng phấn cho người tham dự, nên là sự kiện lần này của Suzuki là nhiều bạn đánh giá là vui và hấp dẫn hơn là của Honda đợt trước tổ chức ở dưới quảng trường 2 tháng 4. Rồi, vậy là kết thúc sự kiện chạy thử xe Suzuki ở Nha Trang. Rất cảm ơn các anh chị em đã đến dự, mặc dù mình không phải là người của hãng Suzuki, nhưng mà có một cái sự kiện xe buýt như vậy thì mấy anh em đến chơi cũng là rất là vui rồi, đặc biệt là sự kiện này ở nằm gần nhà của mình nữa. Rồi, cảm ơn anh chị em đã tham dự cũng như là đã đồng hành cho mình trong suốt thời gian nãy giờ. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.